Dạ vâng, em chào các bác nhá. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Có một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Đó, với cái form dáng rất là đẹp luôn các bác nhá. Và cái giá tiền chỉ có 175 triệu thôi. Thực sự bác là cực kỳ rẻ luôn ạ. Toàn bộ đây phần trần này các bác nhìn này. Trần nguyên bản, trần lỉ này các bác nhá, còn rất là đẹp luôn. Rất là mới luôn ạ. Đó. Và nội thất cũng là nội thất ghế da các bác nhá. Zin nguyên bản của nhà máy từ đầu luôn, cũng còn rất đẹp. Và nội thất màu vàng kem nhìn rất là sang trọng luôn và rất đẹp luôn đúng không ạ? Đẹp từng chi tiết một luôn các bác nhá. Dạ vâng, em là Mi Ô Tô, chưa là tôi cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất với em cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe mà được mang tên là Chevrolet Captiva nhá. Đó, sản xuất năm 2007 nhá. Đó. 7 chỗ ngồi. Chỉ có 175 triệu thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn khá đẹp và chất lượng này rồi. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây các bác xem. Toàn bộ này. Nội thất rất là đẹp luôn. Kính chất bản lề còn rất là mới này. Đã độ lên phần thảm chống nóng các nhá. Rất là chất lượng luôn này. Độ lên cả màn hình rồi các nhá, kết hợp cam lùi, âm thanh nghe rất là hay luôn. Trang bị rất là nhiều option hiện đại luôn các bạn. Đó, để mà cái tầm tiền có nhá, 7 chỗ ngồi mà dưới 200 triệu. Để tìm được cái mẫu xe nào form dáng đẹp như thế, mẫu xe này thực sự bác là cũng rất là khó luôn, hầu như là không khó luôn các nhá. Đó, được mệnh danh là một trong những cái mẫu xe 7 chỗ ngồi các nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Form dáng đẹp, đi rất là thích luôn ạ. Cái dòng này đi nó đầm các bạn, đi đầm. Đó. Khá chất lượng luôn. Trang bị rất là nhiều chức năng. Đó, gương kính chỉnh điện này, gương gập điện này, điều hòa tự động này, chốt cửa tự động này các nhá. Có ghế chỉnh điện đa hướng này, đầy đủ luôn. Có cả hỗ trợ đổ đèo đầy đủ nhá, có chế độ hỗ trợ đổ đèo đầy đủ luôn. Đó, đây là này, chủ xe độ lên cái để điện thoại này các nhá, màn hình này. Đó, điều hòa auto rồi các nhá, điều hòa auto này, kính điện này, gương gập điện đầy đủ luôn. Khá chất lượng luôn, có nhắc ghế chỉnh điện đa hướng. Sau đây mời các bác em xem form dáng bên ngoài nhá. Cái form dáng bên ngoài thì rất là mượt luôn ạ. Form nó rất là to luôn, cực kỳ to, gầm cao máy thoáng luôn nhá. Phần lốp đây ạ, lốp mới cả dàn em nhá. Toàn bộ lốp mới đồng đều như nhau này các nhá. Đó, la răng đúc này, vẫn chưa sơn lại luôn, la răng đúc nguyên bản luôn ạ. Captiva 2007 nhá. Đó, chỉ có 175 triệu thôi. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, bên em chưa ra tôi cũ toàn quốc nhá. Quá chất lượng luôn, toàn bộ này, lốp này mới đồng đều như nhau các nhá. Có lốp mới cả dàn luôn. Tất cả xe bên bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác nhé, là xe không đụng không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ nhá, những cái mẫu xe nhập vào. Đó, xe nó phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào các nhá. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm. Đây các bác xem cái form này. Form nó rất là đẹp luôn ạ. Form của dòng xe này nó to và cảm thấy nó rất là sang trọng luôn ạ. Với cái giá tiền thực sự bác là quá rẻ luôn đúng không ạ? Có 175 triệu thôi. Đây bác xem vô lăng này, đẹp từng cái vô lăng luôn các nhá. Đó, vô lăng rất là mới đẹp luôn, nó không bị bào mòn gì các nhá. Đây quay lại phần ghế đằng sau cho bác xem này. Mở anh cái phần capo máy, mở vào capo máy. Quá chất lượng luôn, toàn bộ tam kỳ này, rất đẹp luôn. Quá chất lượng luôn ạ. Sau đây mời bác em xem phần phanh máy động cơ nhá. Đó, máy nó lổ rất là êm luôn ạ. Cực kỳ êm luôn. Âm thanh hay các nhá. Đầy đủ luôn. Nói chung là khá chất lượng luôn các bạn.
màn hình cảm ứng luôn các nhá. Thôi mời các bác em xem phần khoang máy đó. Máy nó lổ rất là êm luôn ạ. Hầu như chỉ nghe tiếng ồn ào bên ngoài thôi nhá, còn tiếng máy thì nó lổ rất là êm luôn ạ. Lổ êm phu luôn ạ. Lổ thút thiết luôn này các bác. Có Captiva mà tìm được con xe nào máy lổ êm này thực sự bác là cũng rất là hiếm luôn. Và đây ạ, phần giằng đầu này các xem này. Giằng đầu zin nhá. Đó, toàn bộ đây những phần giằng đầu nguyên bản này. Quá chất lượng luôn. Nói chung là cái tầm tiền thực sự bác là khá hợp lý rồi đúng không ạ? Dạ vâng, đó là tổng thành xe Chevrolet Captiva các nhá. Đó, một lưỡi mấy ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.